Ô tô gỗ Nguyên Hồng xin chào tất cả anh chị và các bạn nhé. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin chia sẻ với anh chị một tác phẩm, một cái mẫu tác phẩm mới, tác phẩm với tên gọi là gánh con, được chế tác trên chất liệu gỗ Hương Ta. Đây là cái mẫu mới hoàn toàn trong năm 2021. Bên em đang tiến hành làm ở đầu năm thì đã cũng được một tác phẩm gần xong rồi. Đây là tác phẩm thứ hai muốn chia sẻ với anh chị, và anh chị có thể cho bên em xin những ý kiến về những tác phẩm này nhá. Còn bối cảnh tác phẩm thì như chị đang nhìn thấy đấy, bối cảnh thì ở đây có người mẹ đang gánh hàng đi, đấy, đã đi chợ về rồi, thì ở đây cho đứa con vào trong cái giỏ hàng gánh này, đấy, người mẹ gánh con. Còn vào đây là anh em thợ của em đang tiến hành làm nhá, phía sau, đấy phía sau thì người bố đây đang đội mũ cối đấy, chính là đang đội mũ cối này. Đấy, và trong cái xe đạp cũng chở một em bé phía sau nữa. Cái chất gỗ của cái phẩm này rất là ok này, rất là đẹp nha chị nhá. Chất gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai rất là ok. Và hiện tại thì bên em đang tiến hành làm, âm thanh nó hơi ồn một chút, anh chị có thể tham khảo và có ý kiến đóng góp thì có thể comment xuống bên dưới để cho bên em được biết ạ. Anh mua một cái khối gỗ Hương Ta rất là to làm ra cái phẩm như này. Tác phẩm thì sẽ dùng cưa đấy, cưa xích và cắt vỡ tạo hình, và sau đó là anh em dùng những cái máy này để máy chuyên dụng để làm, và dùng và sau khi đó thì sẽ dùng bục dùng tay để gọt một cách hoàn thiện hơn nhá. Ok, bây giờ em sẽ quay một cách tổng quan tác phẩm. Ok em ơi, ngồi dừng cho một chút để anh quay tổng quan cho tất cả mọi người. Đấy, các bác cùng ngắm một cái tác phẩm, một mẫu tác phẩm mới. Đấy, tác phẩm gánh con. Và như anh chị đã biết thì đây là một cái khung cảnh đồng quê, khung cảnh ngày xưa. Và khi đi về đầu làng, đi về đầu làng thì chúng ta sẽ thấy thường ở đầu làng có cái quán nước này, có cái cây đa. Đấy, và ở đây thì có hình ảnh phần phía trên. Phần phía trên đây thì em sẽ làm một cây đa hoặc là cây tùng nhé anh chị nhé. Cây đa hoặc cây tùng. Đấy, phía dưới như này, và hiện tại đang là mới là cái khâu đầu tiên thôi, đây là vỡ tạo hình. Đấy, sau khi hoàn thiện xong thì nó sẽ, tác phẩm nó sẽ rất là mềm mại và kênh bong tách hẳn ra như anh chị nhá. Sẽ làm tách hẳn ra, những cái tà áo này nó sẽ mềm mại hơn này. Những cái giỏ này cũng sẽ mềm mại hơn. Đấy. Phần bệ phía dưới cái phôi này rất là to này. Phôi này rất là to đấy. Anh chị nhìn thấy nó chùm hẳn ra phía bên ngoài như thế này. Nhưng mà khi làm rồi bên em sẽ đục này, tách bỏ hoàn toàn đi. Đấy, để tạo ra một cái khung cảnh người nhìn nó có chiều sâu, độ kênh bong. Đấy, nón lá nhá chị nhá, mũ cối này. Đấy, đúng chuẩn chưa? Đây, phần này sẽ là cái xe này, làm bánh xe rất rõ ràng nhá. Ok, đây là tác phẩm thứ hai đang tiến hành làm thôi. Đây, em sẽ sang với tác phẩm gần hoàn thiện xong rồi, còn khâu làm mặt nữa và sau chút lại một chút sẽ hoàn thiện xong cái tác phẩm đó. Ok anh Minh ơi, để em quay tác phẩm nhé một chút thôi. Tác phẩm này đây, tác phẩm này thì em sẽ di chuyển ra để cho anh chị chiêm ngưỡng tác phẩm. Đây là tác phẩm đầu tiên thì gần xong thôi, còn cái khâu làm mặt và tỉa tót lại một số chi tiết nhỏ nữa, sau đó là chuyển ra PU thì sẽ hoàn thiện xong. Tác phẩm kia to hơn tác phẩm này nha anh chị nhá. Đây chị nhìn thấy những cái đường vải này, những cái đường vải làm rất là mềm mại đấy, rất là rõ nét luôn. Và phía trên tác phẩm này thì em làm tán tùng, và phía trên thì có một chút cái mặt trời và áng mây nữa. Tán tùng làm đây, đây là nguyên mộc nha chị nhá. Đấy, nguyên mộc này. Vâng, em vừa di chuyển tác phẩm để lên trên cái đôn này để quay cho anh chị thấy nó dễ hơn. Đấy, di chuyển lên trên cái đôn này nhé chị nhá. Thì tác phẩm này đây anh chị nhìn thấy đây, ở cái góc nhìn khác nhau, nhìn rất là đẹp. Đấy, cái tà áo, tất cả tà áo đều rất là mềm mại này. Đây, phía sau là một cái giỏ hàng, đấy, vẫn còn hàng. Còn phía trước là đã bán hết hàng rồi. Đấy, thì cho em bé vào trong này ngồi, gánh đi. Đấy, gánh về nhà. Đấy, sau khi đã bán hàng xong. Còn người cha thì đang dòng cái chiếc xe đạp. Đấy, chiếc xe đạp anh chị nhìn thấy thì cũng thấy rằng đây là một cái chiếc xe đạp rất là cổ. Đây là xe nam nhé, gọi là xe nam. Đấy, không biết là em theo cái ký ức tuổi thơ của em thì gọi là xe nam.
xe đạp nam, vì ở đây có một cái thanh này và thanh ngang phía trên này. Đấy. Đấy, và xe này đúng kiểu xe cổ luôn rồi. Đấy, em bé đang ngồi phía sau. Đấy, còn người cha đang dong xe đi chở em bé, và em bé đang ngoái lại phía sau nhìn cái gì nữa này. Đấy, rất là sáng tạo luôn. Và phía trên này thì là những tán tùng. Thì ở đây tác phẩm này thì nó chỗ phía này không đủ ở đất, nên là bên em có ghép thêm một cái tán tùng ở đây nữa cho cảnh nó dày dặn hơn. Đấy, rất là tuyệt vời. Và anh chị nào đang theo dõi video này, đấy, thấy tác phẩm này đẹp thì có thể cho bên em xin một nút like. Và có thể anh chị nào chưa nhấn đăng ký kênh YouTube Tượng Gỗ Xưởng Nguyễn Hồng của bên em, thì anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký và kích vào hình quả chuông để cập nhật những tác phẩm mới nhất, những video mới nhất, hoặc là những buổi live stream giới thiệu về những tác phẩm mà bên em hoàn thiện ra nha anh chị nhá. Em sẽ quay sát lại gần nữa này. Đây, phần mặt chưa hoàn thiện nha anh chị nhá. Đấy, chỉ còn khâu hoàn thiện mặt và một số chi tiết nhỏ khác nữa là sẽ chuyển đi PU. Tác phẩm khi nãy em vừa quay thì tác phẩm đó nhỏ hơn tác phẩm này. Tác phẩm này to hơn khá là nhiều, to hơn gần như gấp rưỡi nha anh chị nhá. Đấy, tác phẩm này thì sẽ hứa hẹn là một tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Tuyệt vời từ chất gỗ ấy cho tới những nét đục. Ok, và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và hẹn gặp anh chị ở cái video giới thiệu những cái tác phẩm này sau khi đã hoàn thiện nha anh chị nhá. Em xin chào và cảm ơn anh chị ạ.